Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn cùng theo dõi nhé. Động thái khó hiểu của Phùng Thiếu Phong trong ngày sinh nhật bà xã Triệu Lệ Dĩnh. Bước sang tuổi 33, Triệu Lệ Dĩnh khiến bao người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp. Sự nghiệp tiếp tục nở rộ cùng cuộc sống hôn nhân bên ông xã Phùng Thiếu Phong. Vào đúng ngày hôm nay, studio của Triệu Lệ Dĩnh đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất để nhiều diễn viên thông qua những bức ảnh. Ngay lập tức, hình ảnh rạng ngời của Triệu Lệ Dĩnh trong ngày sinh nhật tuổi 33 trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Netizen xứ Trung đã dành rất nhiều lời chúc cũng như lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của bà xã Phùng Thiếu Phong. Dù đón thêm tuổi mới, nhưng Triệu Lệ Dĩnh như là hóa ngược, ngày càng trẻ trung và xinh đẹp, khiến bao người đắm đuối. Tuy nhiên, dù nàng xám xám với những hình ảnh rạng ngời này đang gây sụt trên mạng xã hội, nhưng ông xã Phùng Thiếu Phong khiến nhiều người tò mò vì chưa có bất cứ hành động nào chúc mừng sinh nhật vợ. Nhiều người so sánh với việc rất nhiều nam nghệ sĩ luôn khánh đúng không giờ không phút của một ngày mới để bày tỏ sự yêu thương tới nửa kia của mình. Trong khi đó, Phùng Thiếu Phong lại để lỡ khoảnh khắc vàng này. Khán giả và người hâm mộ vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của hai vợ chồng, đặc biệt là của ông xã Phùng Thiếu Phong trong ngày đặc biệt. Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao với gương mặt gầy gò, hốc hác, thân hình mảnh khảnh. Nhiều người cho rằng bà xã Phùng Thiếu Phong sau khi sinh con trở lại showbiz đã tích cực tham gia tập gym với cường độ cao. Điều này khiến cô nhanh chóng phục cân. Đặc biệt, việc chạy sâu xuất hiện trong các sự kiện giải trí liên tục khiến sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh có phần đi xuống. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất được chia sẻ cho thấy tình trạng cân nặng đã được cải thiện của nàng xám xám và gương mặt của nữ ca sĩ vẫn giữ được sự cuốn hút, thậm chí là xinh đẹp hơn thuở mới sinh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.